Rồi bây giờ được cái bảng cân đối tài khoản này rồi ấy, thì mình sẽ phải lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước. Mục đích là để mình xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa hay nộp thiếu hay phải nộp như thế nào đấy. Thế thì bảng cân đối tài khoản chuẩn rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này này. Đấy, mình kết xuất cái số liệu này ra. Chọn kỳ là năm nay. Rồi. Chọn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thông tư 80. Xuất Excel. Rồi. Cứ ghi đèn nó đi không sao đâu. Đóng lại, mở HTKK. Chọn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thông tư 80. Chọn năm nay, bao giờ cũng phải chọn 03 trừ 1A. Kết quả hoạt động kinh doanh. Đấy, sang đây. Copy doanh thu các cái thông tin ở bên file Excel kia vào đây, bao gồm này. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đó chính là số tiền của tài khoản 511. Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền của tài khoản 515. Giá vốn hàng bán là số tiền tài khoản 632. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 642, chi phí tài chính 635, thu nhập khác 711, chi phí khác 811. Các cái tài khoản này nó đều lấy từ tài khoản đầu năm đến đầu 8 trên bảng cân đối tài khoản lên. Chẳng qua mình bảo bạn kết xuất ra file Excel từ báo cáo kết quả kinh doanh ấy là vì cái báo cáo kết quả kinh doanh này nó lấy sẵn cho mình rồi ấy. Thì mình cứ copy nó sang thôi để cho nó chuẩn. Còn cách lấy thì mình biết rồi là mình sẽ lấy số liệu từ tài khoản đầu năm đến đầu 8 trên bảng cân đối tài khoản lên thôi. Đấy. Và tương ứng với các chỉ tiêu này chính là tên các tài khoản thôi mà. Rồi bây giờ mình copy thì copy cái số cột năm nay và mình chỉ lấy đến dòng lợi nhuận kế toán trước thuế thôi. Đây này. Dòng này. Đây, bởi vì cái báo cáo này là báo cáo kết quả kinh doanh đi theo Bộ Tài chính, bộ báo cáo tài chính ấy. Còn đây mình làm kết quả kinh doanh này là kết quả kinh doanh theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để mình xác định lợi nhuận trước thuế là bao nhiêu. Đây này, trên này này tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đúng không? Đấy thì cái này mình cũng chỉ làm đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thôi, hiểu chưa? Còn đây, còn tận dưới này thì nó chính là sau thuế rồi, hiểu không nhỉ? Đấy thì bây giờ copy từ đấy lên HTKK đi. Có bảo trên đấy đúng rồi, con như thế thì nó mới được. Muốn biết nó đúng hay sai ấy, nhìn ở chỉ tiêu 22 này. Nó khớp với lại cái số tiền bôi vàng này này. Khớp vậy. 191843 khớp. Khớp là do là mình đối chiếu hai cái báo cáo cùng là kết quả kinh doanh với nhau thì đương nhiên nó khớp đúng không? Là mình biết được là nó khớp. Nhưng mà để mà hiểu sâu hơn ấy, để biết được nó khớp hơn nữa hay không ấy thì phải đối chiếu. Nếu mà mình tự nhặt nhá, mình tự lấy số liệu ấy thì mình phải đối chiếu với bảng cân đối tài khoản này này. Nó chính là bằng phát sinh có của tài khoản 421 trên bảng cân đối tài khoản 4212. Giả sử như mình không có file Excel này. Không có file Excel kết quả kinh doanh vừa kết xuất ra ấy mà mình phải căn cứ vào cái bảng cân đối tài khoản này để tự mình nhặt lên HTKK. Thì khi nhặt xong thì bao giờ cái chỉ tiêu 22 này này nó phải bằng với phát sinh có tài khoản 4212 hoặc là bằng với phát sinh nợ của 4212. Nếu như là phát sinh nợ thì cái số tiền trên chỉ tiêu 22 này nó phải là số tiền âm. Còn nếu như mà phát sinh có thì nó phải số tiền ở trên chỉ tiêu 22 này nó phải là số dương. Khi mình ghi sổ nó sẽ báo đỏ một số chỗ thì mình sẽ kiểm tra. Công ty này là công ty về xây dựng đúng không? Đúng. Xây dựng thì ở đây chọn cái mục Mép. nào? Nó dạng như là thi công mép á. Thi công. Khai thác thoát nước hoạt động xử lý xây dựng Không nhà phải. các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật hoạt động xây dựng chuyên dụng. Hoạt động xây dựng chuyên dụng hả? Còn mấy cái dưới không không phải đâu, mấy cái sau này không phải đâu, bởi vì nó toàn vận tải với lại các dịch vụ khác thôi. Thấy không? Chỉ có mỗi cái đấy là hợp lý thôi. Mấy cái dưới này không phải đâu. Rồi, nhìn lại, chọn lại cái đấy đi. Hoạt động xây dựng dân dụng. Đấy. Rồi.
công ty này thi công nhiều hơn hay là bán hàng nhiều hơn đi nhỉ? Thi công nhiều hơn Thế thì để 50% đi. 50 vậy? Ờ. Ừ, vậy đi. Rồi, nó báo như thế này, công ty mình là lãi đúng không? Lãi mà năm nay doanh thu cao hơn năm 19 đúng không? Ờ thì không được miễn thuế đâu. Rồi. Bây giờ điền số tiền vào đây. 191843 vào đây. Rồi. Thì nó sẽ điền vào chỉ tiêu 20, mình không được miễn giảm đâu. Nên là vẫn bị tính 20% thuế, được không? Lấy hàng trăm 91 nhân 20% hả? Tự Đúng rồi nhân đấy. 191843. 191843 Sao đánh được đấy? 865 nhân 20% rồi 843. 38773 đúng. Trong kỳ đã nộp cái gì chưa? Chưa nộp gì trơn á. Xem nào, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quyết toán trong kỳ. Nó không tự nhảy xuống đây đâu. Là điên giao hả? Ừ, điền vào đi. 38 bao nhiêu đấy? 38 Ok. 368 Ghê. Bây giờ mình xác định được số thuế phải nộp vào từng này, đúng không? Khi mình xác định số thuế phải nộp thì mình phải sang phần tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán tích thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là ghi là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau quyết toán. Nợ tại 21 có 3334. Mười bảy triệu tệ, những số thế là 153. Ok, lấy Đương nhiên chia rồi, bây giờ mình trừ thêm ra 821 vào thì nó sẽ giảm xuống, hiểu không? Ừ. ừ. Rồi, bây giờ được bảng cân đối tài khoản sau quyết toán rồi thì lúc đấy mình sẽ lên báo cáo tài chính. Mình sẽ vào đây, mẫu B01A này. Ừ. Chọn năm nay này. Chọn đi, chọn năm nay. Chọn kết quả kinh doanh lưu chuyển tiền tệ trực tiếp cân đối tài khoản. Kéo xuống có bảng cân đối tài khoản chưa? Tích hiển thị số dư hai bên chưa? Rồi, rồi. Vừa nãy có tích không? Hả? Ừ, Hả? ok. Có tích. Rồi. Xác định ML đi. XML, XML. Đây là nháp đó phải Đây không? là Là phận nháp Đào đó Lan. phải Ờ không? đúng rồi, nháp đây, nháp đây. Sang HTKK mở đúng bảo báo cáo tài chính đấy. Rồi. Thông tư Rồi. 133/2016B01A đúng rồi, chính xác. Chặn năm 21. Rồi. Xong. Nhập từ XML. Chết rồi, nhá nằm ở Chết đâu? rồi, nhá nằm ở đâu? Đây, đây. Đấy. Ừ.
Bằng chưa? Đúng chưa? Chưa, để tôi coi lại. Chưa, để tôi coi lại. Chín mươi chín năm một chín một 95 trăm ba chín 195 hai 195 xong rồi Hương, Xong ghi rồi xong Hương. rồi. Ghi xong rồi. Ok. Cái này ghi vào đi, cái bản này là bản chuẩn đấy. Ghi 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 vào Ghi ghi rồi. ghi vào rồi. Khi mà nộp ấy thì đừng có copy hết cái file này ra ngoài màn hình nhá, và để cái tên folder là không dấu nhá, không là phần mềm nó không à không là trình duyệt nó không nhận dạng được để nó đẩy lên đâu nhá. Chứ cho nó vào cái folder nộp lại viết bằng tiếng Việt đấy là không được đâu. Folder phải tạo không dấu, tên không dấu. Nhưng mà cái file này là sau này phải lưu lại để ấy nhá, phải lưu lại cái file quyết toán thuế nhập cá nhân nhé. Đây. À tí nữa, còn nữa thuyết minh báo cáo tài chính, xuất nốt ra đã. Báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính. Thuyết minh cuối cùng ấy, đấy. Khi mà mình nộp báo cáo tài chính rồi ấy thì mình nhấn tra cứu. Mình nhấn tra cứu xong thì nó hiển thị cho mình cái chỗ là gửi phụ lục đính kèm ấy. Thì lúc đấy mình chọn để đính kèm thuyết minh báo cáo tài chính thôi. Rồi bây giờ còn thuế thu nhập cá nhân, mở cái bảng lương ra xem nào. Lương cái số Bảng hồi nãy lương, là cái số nó hồi tức nãy là quốc hết nó trơn tức rồi, quốc hết trơn rồi. Là sao? là phải Thì bây giờ phải chỉnh làm chỉnh chỉnh lại. làm lại cái bảng Làm bảng lại cái lương đó đó. bảng Bảng lương đó đó. đúng rồi, chỉnh lại cái bảng lương đi. Chỉnh lại bảng lương cho nó số nó bằng với số vừa nãy ấy. Vậy để mai tôi chỉnh Chỉnh lại luôn bảng nhé. lương. Bây giờ tôi bảo luôn này. Ừ. Mở HTKK ra. Chọn cái thuế thu nhập cá nhân này. Chọn là mẫu 05 QTT thông tư 80 này. Thấy chưa? Đấy, chọn 5 này, nhấn đồng ý này. Đây, xong rồi mình sang cái phụ lục 05-1BK này này. Mình chọn mẫu tải bảng kê này. Ở cái phụ lục 05-1BK này là phụ lục mà dành cho các nhân viên lao động dài hạn, hiểu chưa? Đây, mình điền đầy đủ các thông tin vào những cái cột này. Họ tên này, mã số thuế này. Đấy. Số chứng minh thư này. Đấy. Tổng số này chính là số tiền lương thời gian cộng phụ cấp, nhưng mà phụ cấp này là phụ cấp chịu thuế thu nhập cá nhân nhé. Ví dụ như là phụ cấp tiền ăn mà 730.000 thì nó là phụ cấp không chịu thuế đúng không, thì không được cộng vào. Còn nếu như là phụ cấp ví dụ như là tiền tăng ca 3 triệu chẳng hạn ấy thì nó sẽ phải lấy tiền lương cộng với 3 triệu đấy, hiểu chưa? Đấy. Rồi, xong rồi đến số giảm trừ gia cảnh này, giảm trừ bản thân này, giảm trừ người, giảm trừ đây. Thì cái cột này nó sẽ bằng, nó không được quá đâu. Chính ra cái chỗ cột này này là nó không được quá 132 triệu đâu. Chứ không phải là 132 triệu xong rồi cộng với lại 4 triệu 400 nhân với 12 tháng đâu. Nó không cho mình đâu. Đấy, thế nên là mình cứ để mức cao nhất là 132 triệu đi. Được chưa? Rồi bảo hiểm, bảo hiểm này chính là bảo hiểm trừ lương nhân viên này. Mười hai tháng cộng vào, được chưa? Rồi thế thôi, có ai bị tính thuế thu nhập cá nhân không thì mình điền vào đây số tiền thu nhập tính thuế. Có làm giống như cái bảng lương mà tôi gửi cho không nhở, hay là bảng lương của công ty bà tự làm ấy nhở? Chắc tôi làm theo bảng lương Chắc của tôi làm bà. theo bảng lương của bà. Nếu mà làm theo bảng lương của tôi thì trên bảng lương đấy nó có cái cột thu nhập tính thuế ấy. Thì nếu ai mà bị tính thuế thì điền vào đây. Còn không thì thôi. Số thuế thu nhập cá nhân số trừ có thì điền, không thì thôi. Sau đó mình lưu lại. Và file mình xếp S mình lưu lại vào một ổ nào đấy.
ví dụ như lưu ở ổ Đà Lạt đi. Đấy. Sau đó điền thông tin rồi thì đóng hẳn nó lại. Rồi sang phụ lục 05-1BK này, nhấn vào chữ tải bảng kê. Chọn thêm dữ liệu mới, nhấn dấu 3 chấm, chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu này. Ấn open. Nhấn tải dữ liệu nó tự lên. Được chưa? Ừ. Và tất cả số liệu lên cái bảng Excel đấy là đều phải là số liệu của 12 tháng nhá. Hoặc cái cột số 12 này nó chính là bằng cái cột thu nhập chịu thuế trên bảng lương ấy. Mà nếu như mà làm theo bảng lương của tôi gửi. Nếu mà làm như của tôi gửi là làm bằng cái cột thu nhập chịu thuế trên bảng lương đấy. Thấy chưa? Nhớ là phải cộng của từng người và 12 tháng vào nhá. Ghi vào xong rồi kết xuất ra XML, thấy chưa? Thì mới nộp được.